nhỉ? Em ạ, Ừ. thì chủ em đúng là ở Sài Sơn Quốc Oai Hà Nội. À, Quốc Oai à? Đi từ mấy giờ lên đây? Em đi từ Quét lỗ thở chưa? em quét rồi. Đôi này đôi thổ anh buộc chân này là em hơi bị có lộc. Về nuôi trong khoảng 4 tháng nữa điện cho anh lì lên ngay. Đôi Vì này chống mái em đi chuẩn từ luôn. như trong này thì chúng tôi là đi từ lúc 7 Ừ. rưỡi mà gần 9 giờ à, gần 9 giờ. Nhanh nhỉ, loanh quanh 9 giờ hết bỗ buổi sáng. Cứ bảo không ba đôi này không bán để đúc loanh quanh nhưng lại bán mất đôi còn có hai đôi. Vợ chưa? Em chưa. Chưa vợ mà lại không nuôi chim mình lại đi nuôi chim rừng. Đam mê. Nhà giờ có bao nhiêu con? Em nhà có mỗi con. Đây là À. mua mi. Một con cho em, một trong màu. À. Qua có ông già mẹ đi đúng 90 cây số lên đây bắt một Ham đôi. ham Ham hố hố rồi thật. thì thôi đi theo con đường ham hố. Được, nói chung là nó đam mê giống máu anh. Người anh cháu chăm nhé. Ờ, rồi để đây Đây xin. dọn dán lấy dán dán vâng Em sinh năm bao nhiêu? em 93 Ba lấy vợ đi. đang định tính nhưng mà chưa mua hẳn Ừ. Dán nó vào khoét lỗ to to thì cho nó thoáng. Về em bón ba cả ba vị cũng được. Loại này nhớ là cứ đừng để nó làm bệt nó bị ấy cái gầm bụng nhá. Cho nó bậu sàn như của anh ấy. Thì nó lông trơn mà đấy như anh nói nghe là nếu mà em để nó bây giờ là không được nằm ở trong ổ nữa đâu, bây giờ là cho nó bậu cầu luôn rồi. Nếu mà hôm nào để đừng để chỗ kín gió, đừng để gió lùa lạnh bụng đi à. À thế ạ. Ừ. Nếu mà hôm nào trời nó ỉu ỉu là phải cho cái bóng thắp bên cạnh đấy. Tầm ý tầm bóng thì chỉ khoảng 5 ngày nữa là nó kín lông hẳn đấy thì nó khỏe. Chim non này nuôi thì cực dễ mà lại là cực khó, nó mà đã bị bệnh thì khó chữa lắm. Còn nếu mà nó cứ đều đều dọi dọi là kiểu gì cũng được. Đây đôi của em thôi. Ừ. Đây được. Gáy kia cửa ấy. Anh dạo này gần như ngày nào đó có người đến tận nhà nuôi mua chim. Em thích chúng xem. Đây con của em nó thuần thôi cơ mà. Tắm té bên đường cơ mà. Kinh nhỉ. Tắm luôn. Ờ đấy. Nhưng mà nó thủ pha. Ừ. Đây có mấy cái video này anh bật mày xem. Ừ, không được, em nuôi này là chứng tỏ em rất đam mê, sạch sẽ này là được. Nhưng mà hay cho tắm không tắm tuần tắm phát cho tắm Chim gáy này thì nó ăn lúa nó không hôi như những chim trào màu hay chòe. vâng Cái loại kia mà ăn cám vào nó rực nhưng mà thế này là bạo dạn thuần cực thuần đấy. mà có mỗi em về là nó hót còn ai vào không bao giờ hót đâu. Ừ. Em nuôi con chòe với cả con trào màu bơ Ừ. mi Ừ. một con Bình gáy. thường bình thường công việc hàng ngày là làm về cái gì? Làm bếp. À làm bếp à? Bếp thì làm tiền. Làm tiền gì anh? Như em chúng em thì nó bình thường luôn. Quốc Oai, ngoài 40 cây ở chúng được đi 40 cây số được đôi chim mới nghĩ là được. Nó xuống anh xem nào anh. Anh có đôi kia là còn thuần cực luôn. Đấy con đang chỗ chỗ bây giờ ra vẫy vẫy phát gù luôn. Vẫy lúc nào gù đấy, đang nuôi con xóe xóe luôn. Bây giờ con đỏ đang tầm bằng ngón chân cái rồi. Nếu mà thích khoảng tuần nữa lên để kỷ niệm cho đôi đấy mà làm giống mẹ. Vẫy phát gù luôn. Đấy, Có một con con em nó là nó đang đang bón con đấy. đang quay cái trang trại này. Thuần không đấy, sờ người đấy. Ui, u. Đang hai đứa con của nó kia kìa. Đang hai con đỏ hỏn. Hai con đỏ Hai này. con bằng ngón tay cái lở được Đọc kim đúng không? con này giọng nó nhiều khi nó này hay giọng nó có những lúc giọng này là anh không thích giọng này mấy có khi ở đây là nó lại phát giọng khác đây con này đều lắm. Đôi này của em giọng giọng đồng như thế. Phù đồng. Ừ, đôi này đôi non của em phù đồng chân đỏ đôi đấy nuôi em nuôi là
là lên chim có giá trị. Nghề gì chỉ có nghề chỉ nuôi chim có gì đâu. Dạ. Chim đa đa của cháu ấy, bây giờ trong nhà phải vài chục con. Nuôi sinh sản được thì đơn giản. À không, bây giờ nó cứ quăng quật dân dã thế thôi, chúng ngồi đây. Cô dân dã bao giờ cũng không nào kiếm đến cái lồng tre đẹp đẹp. Đấy, cái lồng tre để đó, nhìn như nó lạ mắt. Có thời gian đâu, gấp từ sáng giờ cháu bảo đi làm đủ thứ, chả có việc gì. Suốt ngày thì người ta hỏi, người ta mua lại chuyển chim rồi lọ kia. Chuyển đây thì anh lại lên tận bến xe chuyển à? Không, anh ra đầu ngõ đây có xe đi qua, sáng ra đây này, ra chỗ em dễ vào đấy. Thì anh cũng chẳng phải đi chuyển toàn, anh có văn phòng ở chỗ Mỹ Đình thì bây giờ là ví dụ như tí nữa là anh chuyển có ông xe ôm, ông phi từ đây ra xe buýt xong thì từ đấy đổ đi là tự động hết. Anh chẳng mất nhiều thời gian phải đi. Làm anh gần bán kinh điển lắm, ngày anh bán kinh vài đôi chuyện bình thường. Ngày nào không bán chim mới là ngày lạ. Tầm này giờ cái dãy kia của anh xuống ổ liên tục. Nhanh lắm, cái bọn này nó đẻ rồi, nó đẻ nhanh lắm. Anh còn đầu tư cả máy ấp lên này. Lở lở ra anh lại thảo cho bò con bò mẹ nó bón. Mình bón được. Bón, mình bón nó còn nhiều. Bây giờ anh còn chả có thời gian đấy, anh phải thuê cái bà ấy là chỉ đi cho chim ăn với này ấy. Làm gì đéo được hết, nhiều đấy làm gì đéo hết. Bò biết là của mình hết à? Đây của ông bà. Bên quanh là cứ chỉ chim thôi, chả làm gì. Chim. Ai dùng cường. Đây em ra đây mà nhìn thì con cây đào của anh đây này. Đôi này đẻ ra ác này. À, trứng này là nó đang mai ngày kia nở là nó phải nhảy xuống ổ để cho nó róc trứng. Chim ngan là nó ngày gần nở bao giờ nó cũng phải bỏ ra một tí. Cho nó hạ nó kiểu nó đang nóng mà. Nó hạ ra phát là nó lạnh là cái vỏ trứng nó róc là con nó mới đạp được ra. Nhiều thì nhiều khi là nó ấy. Nóng quá là nó hay bị khô trứng. Nó khô trứng nó không róc được, nó không ra được con. Cái loại thủ pha chân nó lại cứ thâm thâm. Lại chuẩn bị dập trứng, chuẩn bị nở là tầm này là buồng trứng bắt đầu phát triển rồi. Em mà cứ làm được lồng như này mẹ chim đẹp mất xua luôn. Nó nhìn mẹ mượt. Đây cho ăn mỗi thóc à? Không, cống kia cám ấy à. Cống kia cám. Phải ăn bổ sung cái lọ kia vào. Ôi trời, em rót là kê. Kê cho ăn vừa đi ở ấy. Ăn kê nó chỉ ăn bổ sung thôi, không ăn đậm được đâu. Chính như anh nói trông dân dã thôi nhưng mà có những cái hạt thóc nó lứt lứt mọc mậm ấy. Ăn cực tốt luôn. Thật đấy mà. Nó thăm ngâm à? Nó cả tương đương với thăm ngâm gì nữa. Nó dân dã như thế nhưng mà cực cực tốt, chim có giờ bị bệnh rồi. Anh nuôi bao nhiêu năm này chả đi ỉa chả bệnh. Rộng. Đôi này là cứ một tháng cho ra một đôi. Cứ 30 tháng 4 thì bán một đôi mà 30 tháng 5 bán một đôi. Bây giờ ấp đã sắp nở. Ấp ngay đây. Mẹ thuần đẻ kinh khủng. Cứ một tháng một đôi. Mà không nên nổ. Ừ. Con chân của em nó tâm tâm. Con đây chân đỏ. Con của em để là tâm tâm. Chân đỏ. Đây là chim hồng này. Nhìn lên chim hồng chưa? Hết thức ăn.
Ui đi. Ui. Con mẹ lên u con rồi.